Nè, con quay cây cây thơm rồi có trái kìa. Đây 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 nó đây đó. Đẹp không? Đây này. Phòng của tớ, phòng con. Đó. Phòng đó 9. Mà nhiều hồi ở 12 luôn. Nhiều chuyện. Lên trên kia này. Phòng chưa? Trên kia đẹp lắm. Đó. Ở phòng này ở đông người. À, đông người á. Mạnh ai người ở cũng có điều hòa đầy đủ hết nè. Trên trên cái này con lên trên kia đẹp lắm. Bạn đăng ký lên đây nữa nha, cô báo con thôi được không? Để thấy không nhỏ nhỏ mà kiến trúc sư thiết kế hay không? Đây này, đây này. Đây này. Phòng để trống này. Một người ở cũng được. Đây đủ hết nha. Phòng này phòng ghép được không? Ừ đấy, đây. Ngày trước Tây ta đâu đó ở đông lắm, nhưng từ bữa Covid rồi là không dám nhận khách Tây. Thấy chưa? Rộng rãi. Không, vừa rồi là mấy đoàn thôi, 7 người, 8 người, 9 người. Mạnh ai người ở đây không? Quạt đây, điện đây, xong kéo như thế này. Thế là mạnh ai riêng tư không có ảnh hưởng gì ai. Nhanh lên. Vi dậy chưa ạ? Nó không có đi. Ủa? Tối qua dựng dậy sớm mà xong rồi giờ kêu. Lạnh, nước lạnh mà cố luôn. Thay đổi nhiệt độ dần thì sẽ đỡ lạnh ạ. Em biết cảm giác này thế này. Em đợi mặt trời hỏi lên một xíu. Không nghĩ ai xuống xuống mã không thì xuống một vài trời. Có ai lạnh. Em quay phim lần, em nói là em nóng không? Thank you.
Sao sáng nay tắm biển bơi sao cô gái? Cảm giác nó thoải mái, kiểu buổi sáng là tập thể dục xong rồi xuống nước biển thì siêu trong. Lòng trắng con mắt lên. Cũng được. Món này nấu sẵn rồi, khi nào ăn múc ra thôi. Thôi biết thôi, cái này ở bên dưới mang quà rồi.